Chị tìm nửa yêu thương các anh độ tuổi khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu á chị? Độ tuổi thì có thể phải hơn chị rồi. Dạ. Tại vì chị đã 26 rồi, cho nên có thể hơn chị 7-8 tuổi, 9 tuổi hoặc 10 tuổi, 15 tuổi. 15 tuổi cũng được luôn hả? Dạ. Tại vì quan trọng người đó phải chững chạc. Dạ. Nói chung là gặp mà cảm thấy có cảm tình thì ok. Dạ. Nhưng mà còn không cảm tình thì thôi. Dạ. Làm bạn thôi. Làm bạn. Đây cô chú anh chị, thì em đang đứng trước nhà của chị Thảo nè, trường mẫu giáo Đô Gươi Môn, ở phía trong ngay chỗ chợ Bình Đông, chạy thẳng vô nha. Đó. Nhà chị sát bên trường luôn nè. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị thân thương trong và ngoài nước. Dạ hiện tại em đang có mặt ở nhà chị Thảo, 36 tuổi. Lúc trước có lên chương trình kết nối yêu thương anh em. Thì hôm nay em có dịp ăn sáng và ghé nhà chị nè. Chị hiện tại đang bán đồ ăn sáng, thì em mời cô chú cả nhà mình đi vào bên trong để chia sẻ câu chuyện nha. Dạ em chào chị Thảo. Dạ chào anh. Dạ. Dạ chị chào khán giả giúp em hả chị? Dạ chào khán giả, chào tất cả mọi người. Dạ thì chị Thảo đang làm đồ bán cho khách đó, cho nên dạ. Chút xíu em sẽ chia sẻ một đoạn video cho cô chú anh chị cùng xem nha. Đây là mình bán, bây giờ mình đem đi hả chị? Dạ đúng rồi, cái này mang đi. Dạ. Rồi bây giờ chị đem mang đi đi, chút xíu là dạ. Chị em mình trò chuyện nha. Dạ. Dạ. Rồi mấy bữa nay là chương trình kết nối yêu thương, bữa đó chị lên trên chương trình bên em á, thì dạ. Mình có tìm hiểu được ai chưa chị? Dạ chưa anh. Dạ chưa, chưa hợp ý dạ. Với thế nào hả chị? Dạ chưa hợp ý ai đó. Dạ. Rồi ở phía trước á, này em thấy là cái bảng hiệu của chị á, có cái số điện thoại á, rồi em quay lại dính số điện thoại có làm sao không chị? Dạ không anh. Dạ em mới dạ. Đầu em vô em quay em sợ em chưa hỏi á. Dạ. Cho nên em chưa có quay dính cái số điện thoại, thì chút xíu dạ. Em quay quay ra em quay dính số điện thoại, có gì thì cô chú có ủng hộ thì liên lạc với chị nha. Dạ. Này, rồi rồi chị đem đi giao đi, rồi chút xíu chị em mình nói dạ, chuyện. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ chị bán mang đi hả chị? Dạ có, em bán mang đi luôn. Em thấy có chị dạ. Mới vừa đến mua đem đi đó. Dạ đúng rồi. Ở đây mang đi cũng nhiều, ăn tại chỗ cũng nhiều. Dạ. Chị có thể đọc địa chỉ giúp em để cho cái cô chú mà có xem được cái đoạn video đó, có đi ngang đây thì ghé ủng hộ chị. Dạ. Đi chơi coi chị ơi. Bạc đây vậy. Dạ dạ. Ở đây 32F. Dạ. Bình Đông. Đường Bình Đông, phường 14, quận 8. Dạ. Là ngoài đó em thấy là có cái chợ ngoài đó hả chị? Dạ đúng rồi, ở ngoài đó là chợ đường, chợ dưới chân cầu số 2 có cái lòng chợ chạy thẳng vô. Dạ. Ngay chân cầu số 2. Dưới chân cầu số 2. Dưới chân cầu số 2. Dạ. Ngay chợ mình chạy thẳng vô đây. Dạ đúng rồi. Dạ. Từ đây như ra ngoài khoảng 200m, khoảng 200-300m hả chị? Dạ. Em. Ở đây khách ăn mang đi nhiều lắm. Dạ. Tại họ nhiều lúc làm biết vô ngồi á, họ dạ. Chủ yếu là họ mang đi. Họ bưng vô nhà. Ở đây mình bán cái gì chị? Ở đây em bán bò, một trứng với một miếng bò là 35.000. Dạ. Dạ, còn ai muốn ăn đặc biệt đầy đủ hết là 59.000. Dạ. Còn ai muốn ăn không biết ăn bò thì em chỉ bán một cái trứng với lại cá. Dạ. Muốn ăn cá thì có cá mà xúc xích với một trứng là 30 thôi, tại bán bình dân mà. Dạ. Bán dân lao động ăn thôi. Dạ. Hôm nay em qua nhà chị em thấy chị kinh doanh bán nhà, mấy bữa nay bán ổn không chị? Dạ ổn à. Em mời chị chia sẻ thêm á, từ cái ngày chị lên chương trình bên em, chị tìm nửa yêu thương đó, chị có đủ duyên với anh nào chưa chị? Chị cũng chưa đủ duyên với anh nào hết. Chưa đủ duyên luôn hả? Dạ. Hôm nay thì em cũng ghé để em ăn sáng rồi em xem thử coi chị bán kinh doanh như thế nào á. Nãy giờ em thấy cũng có khách đó, cho nên em chào chị bán xong rồi giờ chị em mình mới chia sẻ. Dạ em mời chị chia sẻ thêm á, cái đường địa chỉ đi vào bên trong nè, để cho các anh các chị mà ngang có đi ngang đây á, biết được cái đường đi vào để ủng hộ mình đó chị. Dạ ở đây cũng dễ đi lắm, số nhà là 32F, đường Bình Đông, phường 4, quận 8. Ngay dưới chân cầu số 2 có cái lòng chợ chạy thẳng vô, vô được 200m là tới. Dạ. Dạ kế bên là cái trường Doraemon luôn. Trường mầm non hả chị? Dạ đúng rồi, trường mầm non Doraemon. Dạ. Bữa đó em
Nghe chị chia sẻ là chị bán ngôi nhà là ngôi nhà nào chị? Dạ nhà này luôn nè. Ô nhà này luôn hả chị? Dạ. Rồi sao mình không có ở hay là mình còn nhà ở chỗ khác nữa chị? Dạ em có nhà khác nữa. Dạ. Dạ. Rồi mình chia sẻ để mình bán luôn ngôi nhà này. Dạ. Dạ. Em mời chị chia sẻ thêm á, nếu như có mấy anh xem được chương trình hôm nay á, liên lạc về chương trình để tìm hiểu chị á, chị có chấp nhận để mình tìm hiểu với mấy anh không chị? Dạ em đồng ý. Dạ. Em cũng chúc chị sớm tìm được nửa yêu thương. Thì hình như là em chia sẻ cũng dính cái số điện thoại ở phía trước á, thì chắc có lẽ là mấy anh cũng có liên lạc và qua ủng hộ chị. Dạ. Dạ dạ, bây giờ chị chia sẻ giúp em cái ngôi nhà để cho các cô chú cũng biết rõ được ngôi nhà chị. Dạ. Nhà cấp 4 thôi. Dạ. Hai phòng. Dạ. Dạ. Đây, đây là một phòng. Dạ. Ồ dạ. Đây là phòng kho. Dạ. Như không phòng kho ha. Dạ, dạ tại đồ. Tụi em không có ở cho nên để phòng giống như phòng kho thôi. Dạ. Dạ. Ở đây cũng phòng thứ hai. Để có người dì đang ở. Dạ. Dạ. Đây phòng, phòng thứ hai. Để cho người dì ở, còn chị thì ở bên dạ. kia. Dạ đúng rồi. Nhà bên kia. Ô nhà rộng hả chị? Dạ. Ở đây là toilet. Ô phía sau này rộng quá trời dạ, luôn nè. Dạ đúng rồi. Đây toilet. Dạ, rồi rồi chị. Dạ. Ở đây, đây là bếp nấu ăn. Cũng hơi bừa bộn một chút xíu. Dạ. Đây, rất là rộng luôn. Còn dạ. phía em thấy phía sau nó phải bên đất mình không chị? Dạ, phía sau cũng đất mình luôn anh. Dạ. Phía sau là đất mình luôn. Từ đây xuống sau là đất mình hết luôn. À. Cái này cũng là của đất mình luôn. Đất mình tới sát mấy tường luôn. Tới sát mấy tường luôn. Dạ. Rộng quá trời luôn. Dạ. Cái này là tổng cộng là bao nhiêu mét vuông chị? Cái này là tổng cộng nếu mà trên giấy tờ là 108 mét vuông. Dạ. Nhưng mà thực tế là tới dài tới 25 mét vuông rồi. Dạ. Bề ngang 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi, dạ. Dài 25. Dạ. Này là mình, cũng... Tại mình làm giấy tờ nó hơi bị hồi đó làm gì đó. Cho nên dạ. hơi điền sai, cho nên diện tích mình sẽ lấy tổng diện tích hơi dài hơn nhiều hơn cái phần dạ. trên giấy tờ. Dạ. Rồi rồi mình vô trong mình chia sẻ thêm nha chị. Dạ. Dạ. Thì ở đây là ngôi nhà em thấy là 100 mấy mét vuông thì rất là rộng. Mà ở đây là gần chợ nữa. Dạ. Phía ngoài đó là chợ, chợ gì chị chia sẻ lại chợ với đường Bình Đông. À, đây ra ngoài khoảng 300 mét thôi. Dạ đúng rồi. 200 mét chứ không được 300 nữa. Dạ. Các bên. Ở đây gần chợ, gần dạ. trường học, tiểu học, trường mầm non đồ nữa. Dạ. Dung học nữa. Thì chị thì cặp sát với trường trường mầm non Dorimon đúng không? Dạ đúng rồi. Còn trường tiểu học là ở đâu? À, qua phường 15. Là đây qua đó khoảng bao nhiêu, bao xa chị? Cũng gần cỡ 200 mét là tới. À, 200 mét hả? Dạ. Sát bên luôn. Dạ, sát bên luôn à. Dạ, ở đây cũng thuận tiện mình kinh doanh ha. Dạ. Rồi rồi rồi, mình chị ngồi đi rồi chị em chia sẻ tiếp với chị. Dạ. Đây cô chú anh chị thì em đang đứng trước nhà của chị Thảo nè. Bò né ba ngon. À thanh. Sạch sẽ luôn ha. Thì ngôi nhà ở đây ở chị, cái giá mình định bán là khoảng bao nhiêu chị? À, giá hiện tại em đang kêu bán là 4 tỷ, nhưng mà em muốn gặp chính chủ, cái người mời gốc, cái người muốn mua thật sự. Dạ. Dạ, em có thể còn thương lượng cũng thương được lượng. Chút cũng được. Dạ. Dạ. Chứ em cũng không cần phải qua môi giới nhiều người quá. Dạ. Dạ. Là mình muốn gặp chính chủ để mình chia sẻ cho rõ ràng cái, dạ. cái buôn bán cho rõ hơn hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi nhà chị gần đây không? Dạ nhà em cũng gần đây. Dạ. Rồi bữa đó chị chia sẻ là chị có một người con 5 tuổi đúng không? Dạ. Rồi giờ đang ở đâu? À hiện giờ nó đang đi học. Nó đi học. Dạ. Dạ. Rồi chị kinh doanh buôn bán, ví dụ như chị bán này là những cái món gì, em mời chị chia sẻ để cho các anh, các chú, các cô gần gần xem được đoạn video có thể đến ủng hộ chị. Dạ, ở đây em chỉ bán vò né thôi. Dạ, có 30, 35 hoặc 59 đặc biệt thôi. Dạ, 30, dạ. 35, 59. Dạ. Mình bán giá cũng bình dân nhé chị. Dạ, ở đây bán giá cho dân lao động ăn. Dạ. Dạ. Chị tìm nửa yêu thương các anh độ tuổi khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu chị? Độ tuổi thì có thể phải hơn chị rồi. Dạ. Dạ. Tại vì... Vậy vậy chị 26 rồi, cho nên dạ. có thể hơn chị 7-8 tuổi, 9 tuổi hoặc 10 tuổi, 15 tuổi. 15 tuổi cũng được luôn hả? Dạ. Tại vì quan trọng người đó phải chững chạc. Dạ. Dạ. Nói chung là gặp mà cảm thấy có cảm tình thì ok. Dạ. Mà còn không cảm tình thì thôi. Dạ. Làm bạn thôi. Làm bạn.
Thì chắc em chia sẻ dính số điện thoại gì, có gì chắc mấy anh liên lạc chị, chắc không có liên lạc em đâu. Nhưng Dạ. mà nếu như tìm hiểu thì đủ duyên thì lên chương trình giúp em nha, thông báo thì thôi các anh gọi liên lạc xin số hoài em thôi chịu không nổi luôn á. Dạ. Khi nào mà đủ duyên với anh nào đó rồi Dạ. anh chị lên thông báo giúp em. Dạ. Chị tìm được thương, chị chia sẻ lại giúp em là chị có phân biệt là các anh ở vùng miền nào không chị? À, nói chung thì cách dùng miệng thì chị không quan trọng, giờ quan trọng là mình có cảm tình với nhau mới đi đến với nhau được. Dạ rồi, chị có ưu tiên cho các anh mà làm cái công việc gì không? Chị thì bây giờ thì chị thì bên kinh doanh á, chị ưu tiên cho các anh là làm công việc gì, em mời chị chia sẻ thêm. À, chị thì thích ưu tiên cho mấy anh cũng về kinh doanh giống chị thì chị thích Dạ hơn, tại vì chị thì thích sáng tạo về kinh doanh dạ mô hình. là lúc trước mình kinh doanh như thế nào, em mời chị chia sẻ để cho cô chú hiểu rõ chị. À, lúc trước chị cũng kinh doanh bên nhà hàng, Dạ nhưng mà do một phần là cũng cũng lâu rồi, cũng dạ mười mấy 20 năm rồi, thì cũng có hùng với người khác, rồi làm ăn đông quá, cổ đông đông quá thì mình cũng thất bại, cho dạ nên giờ sau này lập gia đình dạ rồi mới về nhà phụ gia đình chồng, dạ cũng có cơ sở làm ăn với tiền vàng bạc, nhưng mà sau này do ly dị dạ cũng không có tiếp tục làm bên nhà chồng nữa, thôi cũng về tự buôn bán lại, buôn dạ bán nhỏ thôi. dạ thì từ từ thì khi nào có anh nào về thì hai vợ chồng mình là kinh doanh là buôn bán lớn, chứ một mình chị thì em nghĩ là kinh doanh lớn thì một mình đâu còn lý hết nổi đâu chị. Ô, hồi trước là chị có kinh doanh bên nhà hàng hả, Dạ đúng rồi. làm được bao nhiêu năm chị? À, cũng 3 năm 4 năm nay rồi. Ồ, là lúc trước chị biết kinh doanh vậy là chị biết nấu đồ không, hay là chị thuê nhân viên nấu nấu thôi? Nhưng mà kinh doanh nhà hàng thì phải thuê bếp nấu cho mình chứ Dạ mình chỉ đứng nấu đâu có kịp. dạ À, cho nên phải thuê người gần 30 nhân viên lận. 30 nhân viên, Dạ. lúc trước nhà hàng của chị là 30 nhân Dạ, viên nhưng mà không phải của em, gọi là cổ đông cổ mà, đông. cổ đông chung với nhau thôi. Dạ Dạ. rồi chị hiện tại bây giờ là chị biết kiểu như nấu những món gì, món đó gì chị có thể chia sẻ giúp em. Chị thì thích nấu những món hoa, chẳng hạn như là sườn trưng tàu xì, giống như cá hấp chân tương, Dạ chân tàu xì cũng có, giống như cá hấp Hồng Kông, thêm dạ có bún muối, đó giống như trứng tam tơ, trứng dạ bắc thảo, trứng muối đồ luôn, dạ ba vị gì đó. Rồi ồ còn không những món giống như là đuôi heo hầm đậu phộng, dạ những món là chị làm có thể là những món hầm và hầm đồ nhiều thôi, cái chiên ồ dạ rồi chị biết nhiều như thế vậy, lúc trước chị có học ở đâu qua không, hay là tự mình nấu ra chị? xào thì ít. Không, chị không có đi học, chị là chị mẹ chị hồi đó giỏi thì nấu ăn thôi, là chị học chị biết nấu ăn thôi, và theo mẹ chị học, giống như Dạ món xào cua tàu xì xào rất là ngon, cho nên chị rất là thích về kinh doanh nhà hàng lắm, cho dạ nên chị đam mê về về ăn uống lắm, và chị cũng thích ăn uống lắm. dạ hiện tại giờ mình cũng đang có tinh thần là mình chờ một ngày nào đó là mình sẽ kinh doanh lại nhà hàng hết chị. Thì cái đó cũng phải muốn cùng một người chồng để hai người cùng kinh doanh, chứ mình chị thì chắc không có nổi đâu, Dạ đó quản không lý được, không nổi. và quản lý không có nổi đâu. Dạ như các anh liên lạc để đến ủng hộ chị á, tại vì em chia sẻ đoạn video này có số điện thoại của chị á, đến ủng hộ chị mà đủ duyên thì chị với anh tự tìm hiểu giúp em nha, sau Dạ. này có vấn đề gì đừng có đổ thừa chương trình bên em nha. Dạ. Dạ dạ chị còn chia sẻ thêm những gì không, để có em xin kết thúc chương trình hả chị. À, chị cũng cảm ơn Phúc Nghĩa hôm nay đến ủng hộ chị. Với lại chị ai mà thích ăn món bò né thì tới ủng hộ chị quán. Với lại đồng thời ai muốn mua nhà rồi kinh doanh hay là gì đó thì hiện tại chị cũng đang quay nhà như vậy đó. Chị cũng muốn gặp chính chủ để bán căn nhà này để chia cho ba chị em. Thì bà nội đã mất rồi, chị rất là mong muốn bán căn nhà này, nhưng mà gặp đúng người, đúng chính chủ để bán, tại vì chị cũng muốn bán nhanh nữa đó, nhưng mà giá thì có thể thương lượng hết. Ở đây thì cũng rất là thuận tiện để mình kinh doanh Dạ đúng đấy chị. rồi. Mẹ đối diện em thấy cũng có bán hủ tiếu rồi nè. Dạ đúng rồi. Dạ em cảm ơn chị. Cuối chương trình em cũng chúc chị sớm tìm được người yêu thương để đi hết quãng đường còn lại. Dạ em Nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị thân thương ở các video sau.
cô chú anh chị có tìm người thân thất lạc, tìm việc làm kết nối yêu thương, vui lòng liên lạc với chương trình. Em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ em xin chào. Dạ em chào chị ạ. Dạ chào, chào bác kể, dạ. Chào tất cả mọi người. Dạ.